Rồi, em nhận tiền gì đấy em? Tiền nhà bên đây trả tiền cho em. À, trả tiền gì em? Ừ. Khói gì khói? Dạ. Rồi nhất rồi con. Dạ. Đi nhất cậu tôi nói chuyện ngay. Alo. Đưa thôi cho nhất cậu điện nói chuyện nó coi. Ờ nhất thôi nhất. Ờ bây giờ cậu mượn cái vòng vòng á là có được có 100 triệu nhất ơi. Bây giờ thấy vợ con nó sanh nó đẻ ra thôi con tạm con thả nó ra đi nhất ơi. Ừ, con đừng thấy cậu nghe nói nó đánh tội nghiệp nó nhất thả ra đi cậu đưa đỡ 100 triệu hay nhất. Bây giờ thằng Nam ba mặt một lời ở đây là con cũng đòi thằng Nam, Nam nó cũng đang ở đây nè. Con không có cho nào về hết để con đòi tiền lại của con để con trả cho người ta. Bây giờ tiền cũng có một mình con là 290 triệu. Với của thằng Nam 80 triệu. Là con lấy hết tiền gốc kia còn tiền lãi con cho hai thằng luôn. Hai thằng không riêng cái tiền lãi của thằng Khôi đứng ra là con không lấy đồng lãi nào hết. Con đồng em con mất tiền ngu như nó là đủ rồi. Ừ giờ con thả đừng có đánh nhốt đừng có đánh đập nó ha nhất. Tới đây tới chiều cậu kiếm tiền nha, đừng có đánh hay nhốt nó, nhốt đi đừng có đánh hay tội nghiệp nó nha. Con muốn đánh con đánh tối qua chứ con đánh nó không thèm không nhận mặt nó luôn đó. Còn bây giờ là con quan trọng là trả hết tiền gốc cho con. Ờ mà đây con trả nó về, con tiền lãi là con cho nó hết luôn. Ờ mà nhốt con nhốt đó đi đừng có đánh nó tội nghiệp cháu nha. Em mút không á. Rồi em nhận tiền gì đấy em? Tiền nhà bên đây trả tiền cho em. À trả tiền gì em? Tiền nhà bên đây mượn tiền. Ai mượn? Khôi mượn tiền. Khôi đâu? Khôi đang ở nhà em. Sao Khôi lại ở nhà em? Nó nợ tiền em có giấy tờ. Ờ nhưng mà sao Khôi lại ở nhà em? Sao Khôi lại ở nhà em? Qua em vay tiền của em trả cho em. Vay em bao giờ? Có giấy tờ không? Có giấy tờ đầy đủ. Rồi thêm Khôi sao lại ở nhà em? Em chở Khôi từ trên nhà chị An lên đây. Em bắt Khôi từ nhà chị An về đây đúng không? Em không bắt. Em bắt em nhốt em đánh em các bạn có bằng chứng rồi. Không có đánh. Em nói là em đánh Khôi từ tối qua chán rồi đúng không? Em nói chị nói về anh, thôi với em chứ. À không nói em được. Có nhà em có người không, bằng chứng hết anh ạ. Anh mở cuộc gọi ra cho em nhé. Anh mở thông tin ra em chính em là cuộc gọi số điện thoại của em. Em nói em đánh Khôi tối qua là chán là không đánh nữa. Rồi em cứ cầm tiền đi, tiền của em cứ cầm đi. Rồi em cứ để tiền ở đây. Rồi em cầm đi. Anh cứ kiếm tiền này kia. Cứ cầm đi. Quay phim chụp ảnh rồi anh em ngồi đi đông lắm. Rồi anh cứ ngồi đây làm việc thôi em. Bình thường em. Quang An đây, Quang An làm việc. Em từng qua em bắt ra Khôi em chở bằng phương tiện gì? Ba người vào bắt đánh chở bằng phương tiện gì? Em là có ba. Bây giờ em nói thật thì anh sẽ làm việc. Còn nếu em không nói không thật em là em mệt đó. Em đây nói thật tại em đây là em chính. Hôm qua em đi bằng xe Vision chở ba người. Em đi hai người là em với thằng em của em bắt nhà bên đây. Em bắt Khôi đánh bằng phương tiện gì? Đánh bằng cái gì? Em chỉ đánh Khôi bằng một cái bằng tay thôi. Đánh một tay cái tay em bắt làm sao mà để Khôi lên xe mà lên xe gì? Xe gì mấy chỗ? Em anh cứ ngồi đi em nói đàng hoàng anh phải để em nói. Rồi em nói đi. Em kêu Khôi là bây giờ là lên Khôi là nó kêu bây giờ là nó đi với em về quê nhà bên đây. Rồi. Để... Em làm sao mà để Khôi em đánh Khôi trong nó sợ nó đi đúng không? Không đánh này là Khôi. Em không Khôi đánh tự đi. Không bao giờ tự đi. Em đến nhà người ta em đánh người ta mà. Khôi tự đi. Tại em có người làm chứng em cũng không đi chung với em mà. Chung mẹ. Đi một mình đâu. Hôm nay là ngày nhiều hôm là ngày 12 không? Ngày 12 tháng 1 năm 2004 lúc 21 giờ em phải điện cho anh là anh Hải cầu cứu này kia là con cháu bị nó bắt nó có tiền. Nó kêu chủ 3 triệu à, vợ đem qua Tây Ninh không hóc chủ rồi đem qua cửa khẩu một bài đưa qua Campuchia nên anh nói là bây giờ lên thì anh sẽ đón anh giúp giùm rồi bây giờ đi chủ rồi bây giờ mấy em lên Bình Dương rồi ha, sự việc là bây giờ em chọn đủ tài 3 triệu cho em có 100 triệu anh có 100 triệu không thôi còn đâu xin người ta được xin người ta nhưng mà bây giờ này mình có thể mình trình bày lại vụ việc mà con em chúng ta là bao nhiêu tuổi mà tại sao bị người ta bắt người ta nhốt tại sao bị bắt nhốt trước nó có hỏi chơi cùng bạn đó là người chủ nợ đó đang bắt con nhà thiếu ba triệu đó thì em lên đây thì cũng nhờ anh Hải bên đội nghỉ của Bình Dương của anh Hải cầu cứu đó. Bây giờ này em có thể em chia sẻ rõ cái câu chuyện là cháu của em ấy là họ tên đầy đủ là gì?
Lê Đình Khôi cháu. Lê Trường Khôi hả? Lê Đình Khôi. Lê Trình Khôi hả? Đình Khôi. Đình Khôi hả? Năm nay năm 2000. Ờ, quê quán ở đâu? Quê quán ở Kiên Giang á. Con là mượn tiền là gia đình mình có biết không? Không, lúc mượn không biết. Mượn là mượn bao nhiêu tiền? Mượn nghe nói thôi chứ mình không có được. Nghe nói là khoảng nhiêu? Nghe nói là 390 triệu. Ờ, mượn cái số tiền đó làm gì mình có biết không? Không biết. Ờ, hiện nay là ai là người bắt con em chúng ta? Ai là người bắt Khôi? Mấy người bắt? Nam. Nam duy nhất. Quê ở đâu? Không biết, là nó ở trên Bình Dương này nè. Ờ, quê ở đâu? Mấy người bắt? Mấy người đã bắt mà bắt lâu chưa? Tầm khoảng 6 giờ. Người ta đi bằng xe gì đến gia đình mình bắt bắt người? Rồi bây giờ này, có thể là đây là bé gái, em gái kia là vợ của Khôi hả? Em cho anh hỏi là em họ tên là gì? Em tên là Lâm Thị Kiều My. Lâm Thị Kiều My, My là vợ của Khôi đúng không? Dạ. Trong cái quá trình mà Khôi vay mượn tiền hoặc làm ăn gì đó, Khôi mà em có biết không? Lúc mượn thì em không biết, mà lúc bể ra thì em mới biết. Ừ, em biết là chồng em mượn hoặc là người ta cho chồng em mượn nhiêu tiền? Dạ tầm khoảng 390. 390, nhưng mà thực sự là bao nhiêu em không biết, nhưng mà người ta nói là 390. Dạ, rồi thế em biết được cái thông tin ấy là chồng em bị người ta đến nhà bắt là bao giờ? Em chứng kiến. Ờ, em chứng kiến. Là tầm phải buổi tối hôm qua là tầm 7 giờ. 7 giờ tối ngày hôm qua. Dạ. Là ngày mấy? Ngày 12 tháng 1. Ngày 12 tháng 1 năm 2023. 24. À, quên 24, là mấy người đến nhà bắt? Tầm khoảng nếu là mới là cái nhà là 3 người. 3 người đi bằng xe gì em biết không? Đi chiếc xe Vision màu trắng. Rồi người đến người ta nhà em. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm cà rô, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Anh chưa nói em nhận tiền đúng hay sai, nhưng mà hiện nay em bắt thằng Khôi em nhốt tường quan là em sai. Nhá, em để điện thoại em cứ để đấy. Của em cứ để nguyên đấy. Tiền của em giữ nguyên đấy. Rồi bọn mày tới đi. Để công an xử lý nghe. Anh gọi công an. Tìm hiểu nữa là sao. Anh sáng nay anh gọi điện cho em nói là em gọi điện cho người nhà Khôi. Em nói là em đánh từ tối qua chán là em không đánh nữa. Thì cứ hỏi Khôi thôi, cứ hỏi Khôi là tối qua đi giờ mở, em chở lên đây anh ra. Khôi đâu rồi? Khôi đang bị nhốt, thằng này nhốt rồi. Em không có nhốt, em gọi cho Khôi. Không, em để điện thoại đó, em để điện thoại đó. Ôi hả? Chiều ngoan ngoan. Cái đây em có giấy tờ đầy đủ, không, em không phải sợ. Em có giấy gì giấy, nhưng mà em bắt giữ người trái pháp luật em sai. Em không có bắt người không, trái pháp luật. Em đến nhà em ép, em đánh nó tuần qua rồi, anh mở cuộc gọi cho em nhé. Lên xe thì anh cứ mở đi, bây giờ em có người em làm chứng cho em, kể cả em cái giọng nói em đây mà. Đấy cái điện thoại đi xe. Lên xe. Đây là có về số điện thoại em không? Ờ, công nghiệp, công nghiệp, công nghiệp. Báo công nghiệp. Anh họ cho em, đây có về số điện thoại em không? Nói chung là nó nợ là nó phải trả cho em. Lợ thì phải trả. Em vẫn làm việc đầy đủ. Lợ thì phải trả, nhưng mà em lợ trả, nhưng em bắt người là em sai nha. Bắt cửa đánh em bắt người làm sai. Đây là cái số điện thoại em nè. Nó mà tự giác nó đi với em. Không. Bây giờ em bắt nó. Mày đánh có camera quay lại luôn. Đây. Camera lúc mày lại gì? Em nói em nghe rõ này, em đánh này. Anh gọi này, em đánh chán rồi nha. Nãy giờ em tính tiền là quay là hết rồi. Nè. Rồi cái này là tiền là nó nợ em. Không. Em nghe đúng tiếng em chưa? Nghe đúng tiếng chưa? Em đánh chán rồi. Em nói em đánh hôm qua chán rồi, hôm nay em không đánh nữa. Rồi đúng bây giờ là cứ nhiều, đúng, hỏi cứ nhưng, hỏi nó rồi bây có, giờ em có Khôi nó đây. Nhưng mà có đúng tiếng em chưa? Đúng âm thanh em không? Khôi đâu. Anh cho công an làm việc. Đúng âm thanh em chưa? Đúng số điện thoại em chưa? Đúng số điện thoại em chưa? Chưa, kể nó đi, ký công an lại. Điện anh chưa? Quét điện đồ. Đúng số điện thoại em chưa? Rồi, này là số điện thoại của anh. Đúng số điện thoại em chưa? Đúng giọng của em rồi. Đúng tiếng em chưa? Rồi. Em khẳng định trong này em đánh chán, em không đánh nữa. Đúng chưa? Em không có đánh. Rồi. Em không có đánh. Rồi, chưa? Từ tối qua tới giờ không. Chỉ đánh ở dưới nhà trọ, đánh nó một cái rồi. Em đánh lửa cái em đã sai rồi. Em đi bằng 3 người, em đến ép người ta, em đánh người ta em sai. Tới đó em có 2 người là. Không, 3 người đi xe Vision. Thì anh phải để cho em nói rồi chứ. Em xuống là có 2 người thôi. Xong đó là thằng bạn em nữa, nó cũng nợ tiền, thằng Khôi cũng nợ tiền em, ba đứa em chơi chung từ nhỏ. Vấn đề anh không quan tâm. Là xong là em mới gọi nó lại để đòi tiền thằng Khôi đây thôi. Vấn đề anh không quan tâm. Ok. Em đánh người ta là em sai rồi. Em nhốt người ta từ qua là em sai thì rồi. Em vẫn nhận hôm qua em có đánh nó một cái thôi. Mà em nhốt người ta từ qua là em sai em rồi. Em không có nhốt. Trong cuộc gọi có nhé. Trong cuộc gọi có. Em nói vậy thôi, nhưng mà em không có nhốt nó. Không, em nói vậy có bằng chứng là không được. Cả tối qua nó vẫn đang ngồi nhậu với em. Không được. Ngồi anh không phải ép em. Đây là em nói thật, em có người làm chứng hết. Có bằng chứng. Có quay ghi âm rồi. Anh quay phim rồi. Bắt đi đánh đó.
không. Bắt ở nhà nhà trọ có không? Bắt ở đằng nhà trọ có camera quay lại. Thì hôm qua là em xuống em gặp nó, có đánh nó một cái. Ở camera nhà trọ, đúng rồi, đừng có đánh cái. Em đánh nó một cái. Còn tiền bạc của em là nó mượn của em mà. Không, em vẫn đang cái vấn đề tiền này là anh nói cái vấn đề tiền bạc giấy tờ anh không biết, nó là dân sự, nhưng em bắt giữ người trái pháp luật em đánh từ hôm qua là em sai. Em có chở nó lên nhà em thôi. Em ép người ta ăn uống đầy đủ hết cũng ở không. Nhà em chứ không bao giờ em phải là em nhốt thế, nó lại. Thế tại sao em không cho nó về, nó cầu cứu tại sao em không cho nó về? Em vẫn để cho nó xài điện thoại, không, gọi không. Cho nhà nó lên. Gọi để gọi tống tiền đây này, gọi tống tiền. Em không có tống tiền. Đây, em lấy 370 triệu. 370 triệu là nó tiền nó nợ em, còn em. Không. Em vậy là em sai rồi, em vậy em sai rồi. Vậy em sai rồi. Anh căn em từ sáng giờ luôn. Vậy em sai rồi. Thì đây nhà em ở sát đây cho nên không nhà, không phải chạy đi đâu nhà, hết cả. Nhà em ở đâu thì ở. Nhà, ở đâu thì ở. Nha. Thôi vậy nè, tụi anh không phán xét ai hết á, mà tụi anh thấy em đòi tiền người ta, em đánh người ta. Cái hay nữa là em cầm tiền ở đây cứ kiểu như lãi liếc thì không biết, nhưng mà điều cái đợi để công an xử lý em. Ok không? Tại giờ tôi anh đọc Tiểu Nguyễn Hải Bình Dương thì tôi anh đi tìm hiểu câu chuyện ở đây thôi. Rồi. Không? Tôi tao okay. Giờ anh hẳn luôn. Em phải pháp luật. Có pháp luật xử lý em. Rồi giờ ở đây có bị hại đây đúng không? Không có lo công chồng cho quen ta. Rồi rồi. Tại đi coi công việc lại giùm có vấn đề. Dạ, anh là nó không lại cho nó tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật tống tiền 370 triệu. Xảy ra ở đâu? Là hôm qua xảy ra. Không, ở ngoài. Cái đi. Ở ngoài thì đề nghị không, nhưng mà giờ nó đang ở đây. Đang tống tiền, đang lấy tiền đây nè. Hiểu không? Không phải xảy ra ở đây. Không, đây dạ. Nhận tiền ở đây, cái án ở đây. Đây đang nhận tiền nè. Đang nhận tiền. Bị hại rồi. Bị hại rồi. Trên xe, cái xe biển số 8 kìa. Bị hại rồi, anh Hải bị hại rồi. Bị hại rồi. Trên xe biển số 8. Bị hại xuống. Bị hại rồi. Biết sao này nhờ anh. Là nó sao? Không, hộ khẩu này là bị hại điện cho anh là anh Hải. Mình giải thích như này. Bây giờ, hồi đây nói chuyện với anh này vừa đầu đuôi. Lúc 9 giờ, 21 giờ điện anh Hải. Bây giờ tôi bị bắt, nó chở lên ta đinh, nó bắt, nếu không đưa tiền thì... Là bán. Tiền thả đáng tôi chia. Tiền người ta lấy. Em hiểu từ giấy tờ không? Giấy tờ đó là dân sự, còn em bắt giữ người cái pháp luật, em đánh bắt, người bây giờ kể cả có giáp nó ngồi lên nó chuyện thằng khôi em đánh người ta, thế tại sao em đánh người ta để gì? Em đánh người ta để gì? Tại sao em đánh người ta? Em nhận là em sai, em đánh nó một cái. Nhưng anh có đánh em đâu, đúng không? Kể cả phạm tội anh cũng đánh, nhưng mà tại sao em đánh người ta để làm gì? Không tự dưng nó đi theo xe mà từ hôm qua thì nó cầu cứu. Em tức quá nên nó không, đánh nó một cái thôi. Em tức vậy là em sai, nha. Đúng chưa? Em không nhận không? Em đánh người ta là em sai, đúng chưa? Dạ. Ai cho em phép đánh người ta? Thì em vẫn nhận cái đó đúng là sai rồi. Em mà em nhốt, em giam giữ người ta từ hôm qua em đến giờ. Em không giam, em vẫn thả nó trên nhà em. Em thả tại sao em cho nó bắt xe về mà tại sao em phải nhốt nó ở đó chị? Nó tự nó ở đó mà. Không được, tự không mà bây nó. Bây giờ kể cả có người nhà của em ở đó cũng vậy. Sao đây nè, em đầy anh, đủ hết. Anh quay phim lại rồi. Bây giờ anh cứ kêu công an lại đây đi, em làm việc với chính quyền, em không sai. Em không sai rồi công an à? Em không sai đi, em không sai mà. Rồi công an ai đánh? Rồi em nói rõ, nói to lên. Thì hôm qua là em lúc đầu là em không có nhà, nhưng mà thằng em nói là có ba người tới kiếm, xong rồi có đánh tát gì đó mấy cái, xong rồi mới vô nhà nói chuyện, nữa có em mới về. Đánh ra máu mũi luôn đúng không? Anh nói vậy là nói sai rồi. Em chỉ đánh nó đúng một cái ở ngoài bên sân thôi. Mấy người đánh? Một mình em à. Một mình em đánh? Em chỉ bảo mặt nó một cái thôi. Em bảo mấy cái? Một cái. Rồi xong rồi em làm thế nào mà nó lên xe? Thì có vợ ở đây thì nhưng mà, hỏi vợ không, đi nhưng mà, rồi em anh đang hỏi em làm sao nó lên xe. Em kêu là bây giờ á là giải quyết tiền bạc cho tao. Tao có giấy tờ ở đây hết là nó nợ tiền của bọn em hơn một năm nay rồi. Rồi nhưng mà sao làm anh đang hỏi là làm nó sao kêu lên là xe? Bây giờ là nó thuê xe là mấy anh em là về trên nhà nói chuyện với ba mẹ nó là em thế tại sao em giờ chở nhốt vào nhà em? Em không có nhốt vào nhà em. Thế em kêu là bây giờ là thế em giờ nó công đang việc của em cũng phải về nhà để em đóng cửa rồi này kia nữa. Thế giờ nó đang ở đâu? Nó đang ở đâu? Đang ở nhà em, vẫn đang ngồi trước nhà em. Đang ngồi với ai? Mấy người giữ? Nam, không, mấy người giữ? Ở đâu có bạn em ngồi thế tại sao, tại sao nó không về? Mà nó phải cầu cứu. Tại sao nó không về? Sao mà không về? Vợ nó con đây nhỏ xíu mà tại sao nó không về mà nó phải cầu cứu? Nó kêu là tối nay là em, một là em chở nó về quê để gặp gia đình nói chuyện, tại gia đình nói chuyện gì? Nói chuyện em chở như vậy là em sai. Em chở con người ta đang bị hại, người ta đang thiếu tiền em mà em chở người ta dòng người ta như vậy là em sai. Dòng nó là nó tự giác nó đi. Không, em không mà tự giác. Tự anh giác mà. Hiểu, em anh mới cho em nói nữa. Là bây giờ á
nó nói là bây giờ là nó với em với một thằng kia, nó cũng nợ tiền thằng kia nữa, bạn em là ba người đi về quê của nhà nó nói chuyện với ba mẹ nó để xem. Nhưng mà anh hỏi em này, anh hỏi em này, tại sao lý do gì mà em nói là em không đánh nữa? Em đánh qua đánh chán rồi, tối qua đánh chán rồi không đánh nữa. Thì cái đó là miệng em nói cho vui nhưng thôi. Không, nhưng mà không vui được, ra luật pháp không vui có bằng chứng mà làm sao vui không em. Bằng chứng nhưng mà bây giờ từ tối qua tới giờ có thể xác nhận xác định chỗ nó luôn, em không có đánh nó, giám định thương tích luôn. Anh có thể giám định thương tích luôn. Nhưng mà tại sao em phải nhốt nghe không thả người ta về? Em không có nhốt. Thế bây giờ em cho nó về đi. Được không? Được, em cho nó về. Ừ, rồi tí ra công an thì em. Rồi ra công an em cũng đem cái tờ của em cho công an luôn. Giấy tờ của em không là gì hết. Giấy tờ nó chỉ là dân sự. Dân sự thì em thích em giao thôi. Còn đây là hình sự. Còn đây thì hình sự thì anh cứ kêu là đúng pháp luật, em vẫn đang nhận tiền, em không có em, thấy gì hết. Ấy gì em nhốt người ta, từ ngoài em đánh con người ta xì máu mồm miệng là vậy là sai rồi. Mà em nói em nhốt. Trong đây bằng chứng đây nè. Anh cứ hỏi nó đi, bây giờ kêu thằng bị hại ra. Anh mở lại cho em. Đánh nó mà chạy máu quá thì em chịu gì cũng được. Anh mở lại cho em xem nhé. Em nói là em nhốt từ qua, em đánh chán rồi, em không đánh nữa. Đây có phải số điện thoại em không? Chứ bây giờ em không lẽ bây giờ. Nhưng em... đây có phải của em không? Có tiếng em không? Số điện thoại của nó nhưng mà em nói trẻ. Ừ, nó đưa cho em nhưng nói. Có đúng tiếng em không? Rồi em. Có đúng không? Em nói trình em trình bày rồi. Quay quyển nào quay quyển quay năm quay quyển. Dạ là kiểu như chồng em có xích mích tiền bạc với người ta, xong mà hôm qua người ta tới có đánh mấy cái xong rồi bắt chồng đi một cái rồi đừng nói mấy cái nó bắt chồng đi đúng vô bắt chồng đi chở chồng đi. Dạ là lên thôi á. Chở đi nhốt ở đâu? Đòi bao nhiêu tiền? Nhốt đi không anh cứ xác định cái camera nó tự giác nó đi với bọn em. Mày không mà tự giác. Mày đừng qua mặt anh, không mà tự giác. Anh bây giờ em cứ nói là em có giấy tờ đầy đủ, cả nhà bên đó cũng biết em rồi chứ không phải là em không có bày bạ gì. Không, mày bày cũng bày nữa vậy. Đó. Dạ, em tên Năm Thị Kiều My. Dạ. Dạ. Dạ bắt ở trên Tân Nguyên ha. Bắt ở Nam Tân Nguyên. Dạ, ngay đang ở hiện tại là quán cà phê Nam Tân Nguyên. Bắt đang nhận 100 triệu. Đang đếm tiền nhận 100 triệu. Để đi đến đó. Tối á, cái rồi ai xuống nhà cơ còn đèn phát rồi đốt than cho đèn đồ. Ai đốt? Nó là thằng này là Nhân Nam mà bữa đó em đi đánh võ không có nhà. Đốt làm sao? Nghe hàng xóm nó lại thôi, nó lấy sơn á, xịt vô vách nhà em á. Lấy sơn xịt luôn hả? Lấy sơn. Tại ai xịt? Ai xịt? Không biết, tại vì em đi đám không có nhà, vợ chồng em đi đánh võ là không có nhà. Hai thằng này với thêm hai đứa nữa là ở sớm người ta nói là nó xịt nước sơn là nó kêu là Lê Đình kia về trả tiền cho tao. Đó Lê Đình thôi, rồi nó đem cái thịt cho con em. Là Lê Đình thôi, gọi dán chú rồi nó cúng. Em về là 5 giờ nhiều là em đặt đó. 5 giờ chiều em về tới là em... Con chị đang đâu rồi? Con chị đang đâu rồi? Mẹ nó mắc nè, hôm qua giờ đó nó điện về nó kêu mẹ cầu cứu nó khóc hôm qua. Con chị hôm qua cầu cứu làm sao, khóc làm sao, chị nói em nghe nè. Nó điện về nó mẹ ơi con giờ Nam chứ biết bắt con vậy đó, giờ kêu mẹ đem tiền lên. Đem bao nhiêu tiền? 390 triệu. 370 triệu. Nó nói là không có tiền. Nó bây giờ nói với mấy đứa đi giờ đắt cũng cơm nước rồi, không có tiền trả, tại nó xuống nhiều lần rồi nó nghỉ đó. À nó không là đem đủ tiền nó cho dạ ra về. Nó nói với là đem đủ tiền á, nó cho ra thả về 100 triệu cũng không cho tiền, sáng giờ là em đang nghỉ từ ở dưới cái quê là đem tiền lên là em đang nghỉ rồi. Tôi đây chục cuốn. Này chục cuốn. Chục cuốn. Năm nay bao mấy, hai mấy rồi? Em sinh năm 2000. Ồ 2000 này còn tớ, lấy mai về còn trẻ. Còn trẻ. Tại đó việc nó hôm qua nó chở đi như thế nào? Đó, em không có trên đây, nhà của bà Xui. Rồi. Bà Xui nhà của dâu nè, nhà em ở chú quê á. Rồi. Em có biết là lý do tại sao mà chồng em từ hôm qua không được về không? Biết. Thì nói chung là tại vì lúc đầu em có nghe thỏa thuận đó, có ba người là thuê xe để chở chồng em về quê để giải quyết mâu thuẫn gì đó. Thì em mới nói với chồng em là nếu mà về quê thiệt để em giải quyết đó thì cứ đi về, còn nếu mà chở đi đâu đó hoặc là giam nhốt đó, thì cứ nhắn tin cho em. Thì... chồng em có nhắn tin không? Dạ có. Nhắn tin sao? Nhắn tin là nói anh chở anh nó ra đó, rồi em hỏi là có đánh anh không thì chồng em kêu là có đánh. Chồng em kêu là có đánh. Cái có đánh đúng không?
thì camera ở nhà trọ thì có đánh rồi, thấy rồi, anh coi rồi. Rồi rồi, về được rồi. Được rồi, tí công an làm việc nhé. Rồi em cứ yên tâm, công an làm việc, đâu đúng sai công an làm việc nhé. Mời em ra đây, đây em rước coi rồi cà phê nè. Nãy để lại đây là nó nghỉ rồi. Gì kêu con cho sao ra đây con. Nếu mà em không nhốt nó em điện rồi đi. Không, công an đang làm việc cái điện gì? Đang nó từ gấp ở trên xe tới giờ là em nói là khả năng không có tiền nữa, giờ 500 triệu thôi. Giờ để công an đang làm việc. Em để điện thoại đi. Em cứ để đi, của em. Của em cứ để đi, ai lấy của em đâu mà. Của em cứ để đi. Con gọi về nhà tới nhà em bảy dưới á. À. Vậy là thanh niên thanh đồ nhà em chứ. Thanh niên này đi mấy mấy người? Xịt sơn hiện giờ còn dưới kia em đâu có để đâu. Có hình ảnh này không? Em không đem theo tại vì mình cũng đâu có biết có mấy người như vậy lên có mấy người mấy. Có mấy người tới nhà quậy xịt sơn. Em đi bữa đó nắm gió không có nhà, nghe nó 4-5 người gì đó là nghe ở xóm tao nói lại xịt sơn giết nhà là nó giết Lê Đình Kiệt về trả nợ gì đó. Bây giờ em gái anh hỏi là em này, chồng em có nhắn tin cho em cầu cứu hoặc là bị bắt bị nhốt không, có hay không? Tin cho em là đâu có tin nhắn không, đâu tin nhắn nào em mở cho anh xem. Em đang sạc pin kia rồi em rút ra có bao mượn mới đầu mượn có 30 mới mượn thêm đó là được 70 mượn nợ người ta 100 triệu lên rồi đi từ trên xe em ăn nỉ nó luôn. Để tiền nó không bao nhiêu cuộc thương ăn nỉ nó đó không không chịu mới cầu cứu tới anh Hải. Trước đó bữa chị có thấy nó về là bị vết thương gì không? Như thế nào? Ngày qua giờ bắt đâu gặp nó đâu rồi ấy. Ngày qua giờ đâu bắt là nó hỏi em chỉ có mấy tin nhắn vậy. Đâu tin nhắn sao em mở? Em đọc cái anh đọc cái nha. Nó là bị quánh ngoài có bị thương tích gì không? Nó nói là xịt mũi. Tại vì mới ngày nãy cắt mì mới thì nè. Già la bắt đúng không? Già la bắt đợi cho mẹ anh lên đúng không? À đây này, già la bắt đúng không? Rồi sao nữa? Rồi có em... thông tin là nó khóa cửa ngoài. Khóa cửa đâu? Đâu em mở khóa cửa ngoài đâu? Khóa là nhốt rồi. Khóa là khóa là nhốt rồi. Khóa bên ngoài là nhốt. Nó cho nghe máy là thôi. Đâu? Nè, đây em. Nè, em để điện thoại đây, em để chốt. Đây là pin này. Khóa cửa ngoài luôn, là nhốt trong nhà, khóa cửa ngoài nha. Cái chi tiết ha. Đây, nhìn chưa? Đây khóa cửa ngoài, đó có bằng chứng nha. Cái này là của chồng em đưa gửi cho em hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi khóa cửa gửi cho em là nói sao? Thì nói là khóa cửa ngoài thôi à. À, nó khóa cửa ngoài, ai khóa cửa ngoài? Mấy người bên đây thôi. Băng này bắt này khóa cửa ngoài. Đây, mẹ hỏi tụi nó đánh nhiều lắm này. À. Hôm qua em mới hỏi là có đánh không thì kêu là có đánh. À. Rồi được rồi. Rồi được rồi, ok rồi. Để tin nhắn nha, không có được xóa nha. Dạ. Để hết tin nhắn đấy. Mẹ chồng. Anh này là gì? Sau đó là anh kêu là đi thì em là bắt xe về dưới đó. Mà em kêu là thôi mình gọi dưới đó đi, kêu lên đây đi, tao nhà đã kêu bằng nhà này. Chị bà bao nhiêu viên sao? Bà đông rồi, lấy lại thôi. Mày giữ. À, bác ở nhà này giữ. Tối qua có bằng chứng là nó khóa cửa bên ngoài luôn. Con này vào trong phòng khóa cửa đó. Giữ là người giúp tụi bây. Cần Khôi phải không? Cái gì họ tên là gì? Lê Đình Khôi. Sinh năm mấy? 2000. Quê ở đâu? Lê Đình Khôi không? Người mà giữ con của mình không? Biết người giữ chồng không? Ai? Ai là người giữ? Không, chồng em đang bị nhốt mà. Em đang bị nhốt, em đang nhốt. Đang lấy tiền. Hồi trước có chơi chung với chồng em, có gặp có chơi chung với chồng. Sáng em xong rồi. Con chơi chung thì có nhắc đi nhà đâu. Có qua nhà mày chơi với chồng. Đúng rồi. Vợ, tên là vợ. Em là vợ chứ. Giờ tên gọi em bé đâu. Ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy. Đang ngồi ghế, ngồi nói chuyện rồi. Quán hả? Quán hả? Mình có gì mình phải nói không? Sao? Chú này á, em biết mình đặt xa không biết. Em biết rồi. Nhưng mà tôi anh báo là lãnh đạo thành phố rồi. Nói gì tôi hiểu đi. Bây giờ mỗi cách nhà em nói chuyện với người ta nghe êm tai lọt tai. Còn cái tiền đó, hiểu chưa? Đó thì ra công an này người ta có hướng để xử lý. Thế còn em cứ khăng khăng theo như em thì nó khác. Em nói đúng rồi, em sai rồi. Em làm gì nói chung là teo lúa là không may những cái bời như vậy thì thôi giờ tôi cũng sẽ trả tiền đi. Ừ, trả dần. Thằng nhất là có nghĩa là hơn 100 mấy lai là lúa trả rồi cho người ta nhận tiền nhất.
Tôi cho người ta thiếu mà 20 năm này người ta chỉ trả. Đấy. Đấy, công an tới rồi. Rồi.